Rắn hổ cả nhà ở cái đầu coi nè. Trời mẹ ơi. Ủa, có mặt trăng kìa cả nhà thấy không? Ui. Bà mẹ nó chín cái gì vậy trời. Rồi thì Tấn cũng chào buổi sáng luôn cả nhà. Chúc cả nhà mình có một ngày á làm việc thật là vui vẻ nha cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn đi thăm cái luồng bẫy mới của Tấn nè. Tấn đặt bữa nay là được 5 ngày rồi cả nhà. Tấn là tính bữa nay là Tấn đi xuống bẫy, nhưng mà bữa nay là mùng 1, ngày mai là mùng 2, hai ngày này là Tấn không có xuống được nha cả nhà. Nên Tấn tranh thủ mấy ngày này nè, rồi là Tấn đi thăm cái luồng bẫy mới luôn. Luồng bẫy mới thì Tấn đặt được 40 cái. Rồi thì hôm nay Tấn đem theo 7 cái lạp xi cua nha. Với mớ chuột, 4 mấy chuột, với lúa nè, rồi túi lứ nè cả nhà. Thì nó cũng có nhiều đó ha. Tấn tính là hôm nay Tấn đem 10 cái lạp xi cua lận, nhưng mà do là chuột hôm nay không có còn nhiều quá cả nhà. Không có còn nhiều nên Tấn đem có 7 cái à. Thì Tấn tính chim vô cái luồng mới nè cho nó nhiều, tại vì đặt xa nhà lắm cả nhà. Rồi thì Tấn cũng vừa mua được ly cà phê, ghé mua ly cà phê nè cả nhà. Thì cũng Tấn cũng mời cả nhà mình uống với Tấn một miếng cà phê nha, uống cà phê buổi sáng nha cả nhà. Thì tới đây nè, thì cũng tới cái bẫy đầu tiên để Tấn xuống thăm coi tình hình coi sao. Có gì không? Tình hình thì em ru. Trời ơi, sao dính con chuột gì bự như vậy? Chết rồi. Trời ơi, cái đầu tiên dính chuột cơm. Dính con chuột bành kia nè cả nhà. Dính con chuột dái. Trời ơi, sao phá hại mùa màng nữa rồi. Cái đầu tiên mà làm kiểu này rồi chết luôn rồi. Không xong rồi cả nhà ơi. Đặt bẫy rắn mà dính chuột. Chết luôn rồi. Rồi, để Tấn đi thầm cái mấy cái bẫy còn lại cả nhà ơi. Trời ơi, trời dính chuột cơm coi nè. Chuột cơm khủng khiếp, chuột cơm luôn cả nhà. Nè. Rồi, Tấn kết thúc clip nha. Tấn thấy bữa nay là chắc ăn muối rồi đó. Ai quặng gì banh chân trời. Tấn thấy bữa nay ăn muối rồi đó cả nhà. Cả nhà biết sao không? Trời ơi trời, thăm 10 cái, mười mấy cái dính. Dính, cả nhà biết dính gì không? Cái nãy dính con chuột. Rồi cái sau dính con rắn. Rắn. Trời ơi, dính rắn gì nhỏ xíu nữa rồi. Trời ơi, hành thả nữa rồi cả nhà. Nè, có chút ép rồi. Nãy dính con rắn hổ lãi. Mười mấy cái rồi đó. Bữa nay muối không có ăn nữa cả nhà. Bữa nay xong phim rồi đó. Dính gì mini không nè. Đặt có 40 cái à, thầm mười mấy cái dính. Mặt hàng âm bà tưa không à. Bữa nay Tấn thấy là muối không có liếm luôn rồi đó. Ô, tôi gặp đâu rồi. Dính gì không? Dính được con hành nè cả nhà. Hành ba cả nhà ơi. Dính được con hành ba nha. Mới thấy à. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy mới cả nhà. Tới luồng bẫy mới rồi nè cả nhà. Trong là luồng bẫy mới nó im hơn luồng bẫy cũ nha. Ô, dính được con gì nè. Dính được con hổ hèo cả nhà. Hổ hèo hay hổ ngựa. Tấn quẹt cho con cả nhà xem. Hổ ngựa cả nhà nè. Cái đầu tiên của luồng bẫy mới nha.
để tận đặt lại cái bẫy bẫy khác. Chối nắng qua cả nhà không thấy nè. Con này cũng tương đối nha, cỡ chừng 500 g mà 5 lạng à cả nhà. 4 lần mấy 5 lạng à. Rồi để đặt lại cái bẫy mới. Nay gì dính tào lao gì đâu không à. Cái bẫy đặt đâu ta? Ừ, lọt lúc dưới luôn rồi. Dính hông mà sao kỳ vậy? Dính được con gì nữa nè. Ôi con chủ thỉ. Giống con hổ quá cả nhà ơi. Giống hổ hay gì á. Con hổ con hay gì cả nhà ơi. Thì ghê vậy mấy cha. Thì ớn vậy. Ôi gắn hổ cả nhà ơi, cái đầu coi nè. Trời mẹ ơi. Ủa cái mặt trăng kìa cả nhà thấy không. Ui bà mẹ nó chín cái gì vậy trời. Ở đây có nữa. Để sẵn đặt lại cái bẫy mới cả nhà. Cái ớn vậy trời. Bà mẹ nó không dính thôi mà nó dính cái thứ gì được không mà cả nhà ơi. Sẵn gặp cái ốc ác gì nổi lên chân à. Nào giờ đâu có dính cái vụ đó đâu. Hết đường thăm cái lợp luôn rồi nè. Có đặt ở đâu trời. Ở đây nè. Làm hết cái đường thăm luôn rồi. Ủa là con đặt ở đâu lúc dưới đây nè. Ờ dính dính hành nè kìa. Dính thứ này không dính dính thứ gì đâu không à. Dính đường hành ba nè cả nhà. Rồi để tấn đặt lại cái bẫy mới nha. Nấu tới ốc ác nổi gì trơn à cả nhà. Đây nè cả nhà. Ừ nó dính cái thứ gì đâu không à. Tấn mới chạy đi mai thêm hai cái túi lưới nữa nè. Con hành ba nè. Con chuột chà bá nè. Con hành ba nè. Con hổ lãi nè. Hổ lãi là kêu để cây gắn gáo á. Cái này hành thả. Con hổ ngựa. Đây nè, đại ca nằm đây nè. Trời ơi trời, nó đen mà nó bóng coi nè. Nó đen coi nè. Nó đen thui luôn rồi, tấn gặp cái tấn hết hồn hết trơn cả nhà. Nè cái đầu nó coi nè. Nào giờ đâu có dính cái vụ này đâu. Rồi rồi sao bắt đây nè. Chơi đại nó luôn thì chứ biết làm sao giờ. Để tấn mở cái. Nào giờ không có đụng hàng cái thứ này nha. Trời ơi. Ấn ăn không? Để tấn quay cho cả nhà xem nè. Con này nè thấy không? Con này chắc cỡ chừng 250 g hả cả nhà. Ê. Bằng hổ sáp hổ gì nè cả nhà. Sao con này nó không phụng. Rồi để tấn bắt nó ra cả nhà thì ớn quá. Ơi cái gì vậy? Để tấn bắt gà cả nhà. Mới đi mai hai cái túi lưới kìa, lè lưỡi thấy ớn ngăn không? Rồi sao bắt đây nè.
cho nó vô hai cái túi lưới đi cả nhà, một cái thấy nguy hiểm quá. Rồi về làm gì với cái thứ này nữa đây nè. Quan trọng là bây giờ sao bắt nè. Mấy ký đại ca lại xiệt đó, đi giùm coi đại ca. Trời, cái thứ quỷ thứ yêu nè. Rồi, giờ làm gì vậy? Đâu đó trong rộng đó hả? Ừ xiệt nó coi nó xỉu không, nước có được cái gì, có nước mới được hả? Ừ để dưới nước á. Ờ, ừ, vậy sao dám cầm ông nội. Rồi rồi mình lấy cái móc móc đỏ rồi nước cho tao chích cho chút vậy. Để đây nhờ ông anh ông xiệt giùm nghe cả nhà, chứ hồi đó giờ không có đụng tới cái thứ này nha. Để đây nè, để cho gặp nước đi vô nghe. Để ta đâu rồi, chính cái này ở đâu hả? Bên kia bên nào, bên sông cái gì, bên nào cái đồng khác hả? Chút cửa kệ, để lại đi, rút nó giùm em đi. Gặp ông anh ông đi xiệt nè. Rồi rồi, ô không nhầm gì nó cho ông nội ơi. Ướt xuống nữa nữa, ướt xuống nữa lọt cái gặp dưới luôn rồi. Rồi quá, nằm cho nó bằng chất tiếp đó chưa hết. Bắt ra nó bắt hồi, để em máy lại đi, để em lần lần nó ra từ từ đi, chứ biết sao giờ. Thấy ớn muốn chết, giờ tôi gặp nó tôi giục cái gặp luôn á. Hồi đó giờ đâu có, ở dưới em đâu có mấy cái vụ này đâu. Không thiệt mà nó cũng không giật nữa này. Tới số thiệt chứ. Ngập nước theo giật. Ừ. Để mẹ nó chạy ra. Ở đây nhiều người đặt quá, em đặt không chạy luôn. Ở đây có không? Có con nào bự không? Chưa. Trời ơi, chắn ba không à. Con thầy nào không? Ông thầy nào nè, ông thầy nè. Ông thầy nào, dính cái nào? Lúc bên kia á. Cái nào? Khu nào? Khu dưới đây hả? Lúc bên dưới đó đó em cũng không biết kêu bằng cái giống gì nữa. Không giống ấy hả? Không ấy hả? Đặt nhiều quá à. Người ta đặt dữ lắm hả? Ừ. Trời ơi chết nữa, gọi ra chiếc này mất mạng rồi đó. Mà không nói người ta đặt dữ lắm cả nhà ơi. Dính hậu hành, không dính dính thứ gì đâu không à. Trời trời nó khụ quá kìa, thấy ớn không? Ê bạn, tôi không có làm gì bạn nha. Đốt vô thổi rớt cái điện thoại rồi cả nhà. Để tấn ấy tấn quay lại. Rớt cái điện thoại. Quay lại đây. Cho thở mạnh quá. Vô giùm con cái đi cha. Cha phụ phụ khó khó hoài hả? Xích lại đằng kia đi. Vô lẹ túi cho nó chắc cả nhà. Ủa đây nhiều thứ này hay gì á? Ông anh không hỏi có vô thầy không rồi nè, nó tại ông thầy nè. Rồi người ta kêu bằng ông thầy nha, người ta không dám kêu tên nha. Trời ơi. Để cái giữa cái này cái cả nhà. Rửa cái bẫy luôn đi.
bỏ đây nha, tân bắt mấy con kia ra nha rồi. Tính sao? Bắt hành nhì ra coi cho nó đi. Ủa hành ba ra coi đấy, lấy hên coi. Không có cái con nào mà coi được cho nó được con này coi được hả? Tấn đi mình nên á thì nó quay ra thì nó cũng không có được rõ ràng lắm. Nói chung là nó cũng tương đối nha cả nhà. Mấy sư huynh á thì ví dụ như có người quay á thì nó trong hơn. Hay là nó sắc sảo hơn Tấn. Còn thì Tấn chỉ để cái điện thoại vậy đó. Rồi Tấn quay ha. Con này nó có trứng. Con này giống có trứng nè cả nhà. Hôm qua được con đẻ trong lợp luôn, con đó con nhất. Đúng 6 lạng luôn. Cả nhà xem có thương Tấn thì đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Chuột cà bá vậy, đây dính găng thả nữa nè, hành thả để mà mốt Tấn à. Ê vô đi đi, thả nó đi cả nhà. Còn con chuột đây, còn hổ chó bánh mì à. Bà mẹ mày còn tinh thần để bắt nữa cả nhà. Ê. Trời trời tạp. Hung dữ gì em trai. Nè cắn cái cây đỡ đi. Phải hậu hành bay lớn vậy không cũng ngon. Nhưng tinh là cái gì được không à? Còn một con này gắn gáo nè, gắn hổ lãi á, cũng bự bự nè, bắt được nè cả nhà. Vô. Ê rồi xẹp cái lợp luôn rồi, bự hết biết vậy, uổng quá, đạp cái xẹp cái lợp luôn rồi, táp lên rồi. Tấn kết thúc clip nha cả nhà, để Tấn đi thăm còn tầm mười mấy 20 cái nữa cả nhà ơi. Rồi Tấn quay cho cả nhà mình xem nha. Luồng này chắc chất quớt rồi quá. Tại vì ông anh nãy ông nói á, có nhiều người đặt lắm cả nhà. Còn chuột luôn. Gặp anh đi xiệt nữa nè cả nhà. Đang giải cái bẫy nè. Ôi cái bẫy này bị ai thăm rồi cả nhà. Chết rồi. Ai thăm người kéo cả chọc lóc luôn rồi.
quá trời đập cả nhà ơi. Luồng này tiêu quá. Luồng này đói rồi cả nhà. Rồi, nước ngập cái lợp à. Rồi mất tiêu cái lợp à. Mất tiêu cái lợp luôn rồi. Đi cho lấy cái lợp rồi cả nhà. Trúng nữa rồi đó. Còn cái này cuối cùng nè cả nhà. Cái thấy bữa nay là xác định rồi đó. Quá tệ luôn. Tệ nhất trong các ngày đi đặt luôn nha. Có cú vớt gì không đây. Rồi không thấy gì hết luôn. Im gu luôn. Nhà te luôn. Còn con chuột luôn. Được con một gắn ba nữa hả cả nhà. Cái này thì xác định này. Nó thật cho tấn chạy cái khu này luôn rồi đó. Bây giờ cũng lỡ đặt rồi biết làm sao bây giờ. Để chiến sao. Chiến sao tấn tấn cuốn 7 cả nhà ơi. Chạy đồng nữa cả nhà ơi. Vòng vòng đây tấn nói thật chứ hồi nãy giờ đó tấn đi mấy cái luồng bẫy của tấn á là hình như là gặp là bốn người đi thăm bẫy á chung luồng với tấn luôn á. Tại bữa nay lỡ rồi không có đem đồ theo đựng bẫy rồi nên tấn không có cuốn. Tấn chạy hàng luôn rồi đó, không có một con hành nhì luôn nữa. Bữa nay là tệ nhất luôn á. Được bốn con hành ba hả với một con hổ ngựa. Được con này nhì không cũng xém xém ạ. Trời ơi chừng một ký lô mấy hả cả nhà. Rồi. Con hổ ngựa chắc được chừng bốn năm lạng gì hả, con kia chắc được chừng 700-800 gram à, được chừng ký lô hai à. Đang chạy hàng luôn rồi đó. Rồi cuối clip á, thì Tấn cũng xin chúc cả nhà mình á có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà.